Rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại thì chúng ta đang xuất hiện trên đường Trần Thị Kỷ, nút giao giữa Trần Thị Kỷ và Diên Hồng nha mọi người. Đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một số con phố trung tâm của thành phố Quy Nhơn. Và như mỗi hôm thôi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện trên cuộc hành trình ngắm nhìn thành phố Quy Nhơn vào cái khoảnh khắc sôi động nhất trong ngày này nhé. Đấy thì hiện tại thì vừa mới đọc số tin tức xong, các cái ngân hàng hiện tại đang có một số cái khoản cho vay mua nhà, có một số chính sách cho vay mua nhà rất là thấp. Đấy, xuống dưới 6% trên năm. Điển hình như mức lãi suất của VPBank này áp dụng cho 25 năm với 75% giá trị của bất động sản. Mức lãi suất áp dụng là 5,9% nha mọi người. Đấy. Ngân hàng khác của chúng ta là ngân hàng dầu khí toàn cầu GPBank thì áp dụng cái mức là 6,25 trên năm. Đấy. Tổng kết thêm các ngân hàng khác nha. Thì 7,5% trên năm trong 18 tháng 24 tháng đầu tiên của BIDV. Và đấy thì nhiều cái ngân hàng đang áp dụng cái mức lãi suất nó dao động là dưới 8%. Đấy, và điển hình một số ngân hàng là khoảng 6% hoặc là dưới 6%. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời cho chúng ta, để có những người mà có nhu cầu thật ấy, chúng ta có thể là đi vay để mua nhà, sở hữu bất động sản trong thời điểm này. Tại thời điểm này bất động sản thì về cơ bản giá cũng đã giảm tương đối tốt ở một số cái phân khúc rồi. Đấy, nên là chúng ta có thể là tận dụng cái thời điểm mà lãi suất vay ngân hàng nó thấp như vậy để chúng ta sở hữu bất động sản cho mình nha. Đấy. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta vay như thế nào thì cũng cần phải chú ý nha mọi người. Tức là ví dụ như chúng ta vay mua nhà để ở thì tốt nhất cái khoản tiền mà chúng ta vay ấy nó chỉ chiếm khoảng 25-30% cái giá trị của bất động sản là tuyệt vời nhất rồi. Đấy. Còn có một số cái dự án thì nếu như họ cho vay, họ hỗ trợ lãi suất thì có thể cho vay đến 75%. Tuy nhiên ấy thì chúng ta vẫn nên đảm bảo mức an toàn. Maximum vẫn nên là dưới 50% giá trị của bất động sản vay nha mọi người. Đấy. Đấy là nhìn cái đánh giá mặt chung nha. Còn nếu tùy vào cái khoản tài chính của mọi người, cái nguồn thu nhập của từng cá nhân thì chúng ta sẽ có được cái mức mà chúng ta có thể chấp nhận được. Ví dụ như chúng ta vay 1 tỷ thì một tháng với lãi suất 6% thì mỗi tháng 6 triệu, mà nếu lương của chúng ta đủ thì ok, chúng ta cứ tính như vậy đi là vẫn ổn nha mọi người. Đấy. Nhưng mà nếu mà lương chúng ta thấp hơn thì chúng ta phải quy định quay lại mức vay nó thấp hơn đó để cân nhắc. Đấy. Còn nếu mà vay kinh doanh thì chúng ta cũng cần phải cân đối cái dòng tiền nha, tức là miễn sao trong cái việc mà chúng ta sở hữu bất động sản, đồng thời chúng ta có dòng tiền để đầu tư bên khác, thì khi mà tổng hợp lại thì cái giá trị của cái lợi nhuận sinh ra và cái lãi suất phải trả thì nó thực dương là được. Chúng ta chấp nhận thực dương là được, vì đơn giản nếu nó âm thì chúng ta sẽ bị biến cái bất động sản của chúng ta trở thành tiêu sản chứ không phải là cái chi phí cơ hội để biến nó thành tài sản. Đấy, lãi vay hiện tại chúng ta đánh giá là chi phí cơ hội, tuy nhiên mà chúng ta cứ gồng mình trả lại vay và lấy cái dòng tiền ở đầu tư bên khác mà lại lỗ nữa thì quay trở lại chúng ta đắp bồ lỗ. Lãi kép là một cái điều tuyệt vời để giúp chúng ta trở nên giàu có, nhưng mà lỗ kép kiểu này cũng sẽ giúp cho chúng ta bao nghèo đi đó. Lỗ kép này không phải là nó lỗ nhân lên số lần như là lãi kép, nhưng mà nó lỗ hai cái cùng lúc thì nó làm cho cái tài chính của chúng ta nó bị thâm hụt nhiều. Đấy, đó là cái trường hợp mà chúng ta vay kinh doanh. Còn nếu như mà chúng ta cân đối tài chính và chúng ta vay trên 50% giá trị bất động sản và cái nguồn tiền của chúng ta vẫn ok thì chúng ta vẫn có thể vay ở mức khoảng đó để chúng ta sở hữu bất động sản và chờ đợi bất động sản tăng giá để chúng ta có thể chốt lời kinh doanh nha. Đấy thì là cái việc mà chúng ta mua bất động sản để đầu tư chuyển nhượng sinh lời. Tuy nhiên thì phải đảm bảo rằng là cái nguồn
thu nhập của chúng ta nó luôn luôn ổn định. Chứ chúng ta đừng có tính quá tốt, tức là quản trị rủi ro phải siêu tốt lên, siêu chắc chắn lên. Chúng ta phải lường trước được những cái nguy cơ nó có thể xảy ra. Chứ nếu chúng ta dùng cái nguồn thu nhập khác đang tốt, chúng ta nuôi cho cái khoản vay của chúng ta và chờ đợi bất động sản tăng giá, tuy nhiên cái thời điểm mà chúng ta bị đứt cái nguồn thu nhập kia, không thể nào bù được lãi vay của bất động sản, mà bất động sản vẫn chưa thanh khoản tốt được, thì chúng ta sẽ trở thành gánh nặng. Đấy, lại là một cái câu nói lúc trước chúng ta đã nhắc rồi đó, bất động sản bây giờ trở thành tiêu sản và nó bào mòn cái nguồn tài chính của chúng ta, dẫn đến là cái việc là chúng ta lại phải gồng mình để mà vượt qua được cái cơn bị cực của lãi suất vay mua bất động sản. Đấy cũng là một trong những cái nguồn nợ xấu hiện tại đang rất là nhiều tại các hệ thống ngân hàng. Đó. Rồi, chúng ta nói về các cái việc quản trị rủi ro. Bây giờ chúng ta nói về vì sao ngân hàng lại cho cái lãi suất vay nó thấp như vậy. Thì đơn giản thôi, lãi suất huy động hiện tại của VPBank nó dưới 5%, sắp xỉ đâu đó 5% mọi người ạ. Nên là người ta cho vay ra cũng rẻ hơn một tí để thu nhập, để kéo cái mục tiêu tín dụng của người ta ra, đấy, giải quyết cái nguồn tiền trong kho. Đó. Chứ không giống như mình, để họ mà thu vào trả lãi hàng tháng mà không có cái giá trị lợi nhuận sinh ra thì họ cũng sẽ là về kinh doanh thì nó không thực dương, thì là cũng như là bị đổ rồi đó mọi người. Đấy, rồi khi mà vay bất động sản thì mọi người cũng cần chú ý nha. Thì đơn giản thì lãi suất nó như vậy thôi, nhưng mà có một điểm mọi người phải để ý là trước đây thì khi mà thi tìm hiểu về các khoản vay thì thông thường chúng ta sẽ phải đi kèm theo một cái việc, đó là mua bảo hiểm. Thì nó có thể là, đây là không phải là câu chuyện chính thống, nó chỉ là câu chuyện ở lề đường, câu chuyện ở quán cà phê. Tuy nhiên nó tác động gần như 80% đến cái việc giải quyết khoản vay của chúng ta. Đấy, nên cái việc chi phí của lãi suất là một chuyện, chi phí của việc mua bảo hiểm là thêm một khoản nữa nha mọi người. Đấy, hiện tại nó không được công khai, tuy nhiên chúng ta vẫn phải chấp nhận một thực tế là nhiều ngân hàng đang áp cái chỉ tiêu đó luôn, và chúng ta phải chấp nhận không có thì họ sẽ không giải ngân, hoặc là giải ngân rất là chậm nha. Đấy, rồi kèm cái khoản chi phí mà chúng ta cần để ý nữa là việc mà nếu mà vay mua căn hộ như bản thân mình thì cái chi phí về phòng cháy chữa cháy ấy, thì nó cũng là một khoản mua theo năm, không có thì lãi suất chúng ta sẽ cộng lên. Ví dụ như VPBank đó thì thi việc cộng lên 2% nếu như không mua về phòng cháy chữa cháy. Ok, hy vọng rằng là cái video này nó hữu ích cho tất cả mọi người đang có nhu cầu tìm hiểu về mua nhà hoặc là thực hiện các khoản vay nha. Đấy, thì đây là những cái kinh nghiệm cá nhân cũng như là thông tin thì tìm hiểu, thì nó chỉ mang quan ở góc độ tham khảo thôi nha mọi người. Đấy, nên nếu mọi người thấy thích thì cho thêm một like, một comment. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau, chúng ta sẽ có một số cái chủ đề nó thú vị hơn nữa nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.